Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chống dịch thiếu nguồn lực, thừa quyết tâm. Và Việt Nam được ca ngợi là chống dịch cúm Vũ Hán hiệu quả nhờ vào quyết tâm, sự trung cao độ, tập trung cao độ của chính quyền và khả năng huy động toàn xã hội tham gia chống dịch. Trong khi đó, một nhà quan sát chính trị cho rằng thành công đó là nhờ vào áp lực của người dân. Và Việt Nam cho đến nay báo cáo có hơn 250 ca nhiễm và không có ca tử vong nào, thấp hơn rất nhiều so với số ca nhiễm lên đến hàng ngàn người ở các nước láng giềng, ví dụ như Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan hay Singapore. Tiến sĩ Ngô Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, ghi nhận thành công này của Việt Nam và chỉ ra biện pháp cách ly nghiêm ngặt những người đến và về từ Trung Quốc. Và những thông tin này luôn luôn được phía Việt Nam ca ngợi trên tất cả các trang báo của mình bằng hình thức tung hô những thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua việc chống dịch. Và đây là hình ảnh giờ tan tầm ở khu công nghiệp Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh với hàng nghìn công nhân vào hôm 8 tháng 4 năm 2020. Và tuy Việt Nam là một nước có hơn 1.000 km biên giới với Trung Quốc, nhưng những người Việt Nam về từ Vũ Hán là bị cách ly ngay. Khi du khách Trung Quốc vẫn còn đến Đà Nẵng, Khánh Hòa, dư luận trong nước đã lên tiếng rất mạnh mẽ và điều đó đã tác động lên chính sách của chính phủ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã chia sẻ như vậy. Và đây là một thành quả phải nói là rất bất ngờ. Nhưng cũng phải có những cái thông tin khác nữa khi mà Việt Nam chưa có đủ điều kiện y tế để có thể thử test cho tất cả mọi người đồng loạt như các nước tiên tiến. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng sau giai đoạn làm chặt với Trung Quốc thì Việt Nam đã lơi lỏng khi dịch bùng phát ở châu Âu và Mỹ sau đó. Ông nói, Việt Nam không tính đến chuyện về sau các ca nhiễm lại từ bên Anh, tức là châu Âu và châu Âu, từ K17 trở về sau. Ông giải thích thêm như sau, Việt Nam hơi chủ quan vì lúc đấy nghĩ đến Trung Quốc là chính nên từ đó mới bùng phát làn sóng thứ hai. Nhưng ngay sau đó, chính quyền Việt Nam đã làm rất khắt khe với những người đến từ châu Âu. Ông cho biết như vậy. Và khi được hỏi có thể ghi công cho chính quyền Việt Nam về thành tích này không, ông Nguyễn Quang A nói như sau. Tôi nghĩ rằng cái này phải ghi nhận công lao của dư luận. Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh nhạy với dư luận và họ đã kiểm soát tương đối ngặt. Việt Nam là một trong nước đầu tiên cấm chuyến bay đến từ Trung Quốc và cũng vào khoảng thời gian như ở Mỹ. Thì đây là điều mà chúng ta cũng phải ghi nhận trong thời gian vừa qua. Cũng đã có những cái biện pháp rất chặt chẽ, rất nhanh của nhà cầm quyền tại Hà Nội để ngăn chặn dịch bệnh. Bởi vì cũng lý do đơn giản, nếu để dịch bệnh bùng phát và không kiểm soát được thì dẫn đến bất ổn xã hội, và bất ổn xã hội thì dẫn đến bất ổn chính trị, và cái điều đó Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn. Và ngoài ra, nhà bất đồng chính kiến này còn chỉ ra tâm lý e ngại dịch bệnh đến từ Trung Quốc của người dân Việt Nam. Và đây là hình ảnh cách ly xã hội kiểu Quảng Ninh dùng đất đá bê tông chặn đường giao thông dân sinh bị báo chí đã lên án, nay cuối cùng đã phải dỡ bỏ. Đây là hành động khá cực đoan của một số địa phương mà họ giống như là ngăn tường rào luôn. Và điều này làm cho người dân cảnh giác hơn, chính quyền cảnh giác hơn, ông nói, và chỉ ra các vùng lãnh thổ khác cũng sát Trung Quốc như Hồng Kông, Đài Loan. Công chúng cũng có thái độ như thế, tức là họ rất dè dặt với những người đến từ Trung Quốc. Vì quả thực, đại bộ phận những cái người Trung Quốc thoát ra từ Vũ Hán thì có lẽ là một người bệnh rất lớn cho thế giới. Và tuyệt đại đa số người dân tuân thủ khá nghiêm túc các biện pháp của chính phủ Việt Nam. Tất nhiên, cũng có nơi này nơi kia biện pháp hơi quá đáng và người này người kia cũng có những ý kiến lên tiếng. Ông Nguyễn Quang A nhận định như vậy. Và nhiều hoạt động này cũng nói những biện pháp cách ly và phong tỏa quyết liệt của Việt Nam mạnh tay là cần thiết và rằng người dân ủng hộ mạnh tay này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng một số địa phương như Quảng Ninh ra chặn đường kiểu ngăn sông cấm chợ là quá đáng. Và theo lý giải của ông thì do sai sót về cách dùng từ cách ly xã hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên đã gây ra sự hiểu lầm này. Và ông Nguyễn Xuân Phúc thì không phải là một lần, ông đã rất nhiều lần, ông luôn luôn có những cái phát biểu khá là ngô nghê mà người ta không hiểu ông nói vui hay là đùa. Nhưng mà một nguyên thủy quốc gia mà nói những cái từ người ta khó hiểu và diễn tả sai thì rất nguy hiểm. Và chỉ thị 16 của ông Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh kể từ ngày 1 cho đến ngày 15 tháng 4, các nước đã thực hiện cách ly xã hội cả nước, tức là nhà nào ở nhà đó, tỉnh nào ở tỉnh đó. Thì đây là cái điều mà Việt Nam đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Và so sánh cách làm của Việt Nam với Trung Quốc,
ông cho rằng Việt Nam có sự học hỏi từ nước láng giềng, nhưng cách thực hiện là tùy tình hình thực tế của Việt Nam. Và Việt Nam cũng hay có những cái biện pháp khác với Trung Quốc, thì rõ ràng là những cái nước này mặc dù thể chế cộng sản nhưng mà họ cách làm khác nhau một chút. Và đây là hình ảnh bệnh nhân thứ 21 là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Dương Nguyễn Xuân Phúc, đứng đầu, là bệnh nhân được dư luận đặc biệt quan tâm vì đã để lộ ra thẻ chơi gôn 3 tỷ đồng, nhà mặt tiền 3 căn liền kề, và vì số lượng tiếp xúc có hàng trăm người. Thì đây là một cái điều rất đặc biệt đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ rất giàu có, mặc dù lương họ rất ít, thì đây là tiền tham nhũng mà ra mà thôi. Và Trung Quốc là một cách khủng khiếp, là không ai được ra đường. Những ai ra đường thì bị bắt và bị tống lên xe. Chuyện đó không xảy ra Việt Nam. Ông Nguyễn Quang A cũng giải thích thêm như vậy. Và các biện pháp điều tra dịch tễ, điều tra bệnh nhân về hành vi họ đi đâu, gặp ai và làm gì, có người cho rằng là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Nhưng nhà hoạt động Nguyễn Quang A lại sẽ cho khác, cho rằng khác đi một chút. Là về đời tư, nhân quyền thì thực sự công chúng Việt Nam nhận thức về điều đó chưa rõ như phương Tây. Điều đó giúp cho việc phòng bệnh và phòng dịch hiệu quả. Trong trường hợp không có dịch thì bản thân tôi phản đối những việc như vậy, nhưng trong phòng dịch thì đó là cần thiết và phát huy hiệu quả. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Quang A như vậy. Và ông cũng thừa nhận là con số người nhiễm bệnh ít ở Việt Nam có thể gây nghi ngờ, nhưng ông giải thích có thể có những người nhiễm không có triệu chứng gì cả trong thời gian dài và tỷ lệ khỏi bệnh cao, và rằng do khả năng xét nghiệm của Việt Nam còn kém nên số người không được xét nghiệm và cũng không được phát hiện nhiễm này khá nhiều. Đương nhiên cái việc đó là khá thực tế, bởi vì các bạn cũng đã biết ở Việt Nam số lượng máy thở nằm ở ngay Hà Nội đã thống kê chỉ có vài trăm chiếc thôi. Thì nếu mà bị đột phát hàng nghìn người bị thì rõ ràng là sẽ khó khăn, nhưng mà Việt Nam thì cũng chưa đến mức như vậy, và cái xét nghiệm ở Việt Nam thì họ cũng chưa có điều kiện để có xét nghiệm đại trà. Và ông cũng cảnh báo rằng con số nhiễm thấp này có thể khiến dịch bệnh ở Việt Nam bùng phát trong thời gian tới, tức là nó có thể sau một đợt và tới đây một đợt khác lại dội lại, bởi vì những cái người này người ta vẫn ủ bệnh, vẫn lan truyền trong cái cộng đồng nhưng mà không được phát hiện ra. Và thành tích ít người nhiễm có thể rất hay về hiện tại, nhưng về lâu dài đây là điều xấu vì cả cộng đồng chưa được chuẩn bị, chưa được miễn nhiễm, và khả năng bùng phát lần thứ hai, lần thứ ba và có thể cao hơn rất nhiều. Ông tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nêu quan điểm của mình khá thẳng thắn như vậy trước các bình luận trên các đài phát thanh và truyền hình của quốc tế. Và đây là hình ảnh đi phà An Giang, miền Tây trong những ngày toàn quốc cách ly xã hội. Và tờ Financial Times đã nhận định rằng Việt Nam đã chứng tỏ họ là một mô hình trong việc ngăn chặn dịch, vốn có nguồn lực hạn chế nhưng lãnh đạo lại rất quyết tâm. Đây là tờ báo này đã đưa rất tít như vậy. Và tờ báo này nhắc lại rằng trong khi hầu hết 96 triệu người dân Việt Nam đang ăn Tết, thì Thủ tướng của Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì một cuộc họp của chính phủ để bàn về phương cách chống dịch cúm Vũ Hán. Mặc dù dịch bệnh đó chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, nhưng ông Phúc đã cảnh cáo rằng nó sẽ sớm sang Việt Nam. Vào cuối tháng 1, ông Phúc ra lệnh chống dịch như chống giặc. Đây là cái mệnh lệnh được đưa ra từ cái người đứng đầu của nhà nước, của chính phủ. Và tất nhiên trong thời gian đó thì chúng ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất ít xuất hiện, gần như là cũng mất tích luôn sau khi xuất hiện lần cuối. Bởi vì thực ra thì ông cũng trên 75 tuổi thì rất khó có thể tồn tại được nếu mà gặp virus. Và tờ báo Financial đã nhận định thay vì bắt tay vào xét nghiệm hàng loạt, vốn là át chủ bài chống dịch của Hàn Quốc, nơi có nguồn lực dồi dào hơn, thì Việt Nam đã tập trung vào việc cách ly những người nhiễm bệnh và truy tìm các mối liên hệ từ hàng thứ nhất đến hàng thứ ba, tức là F0, F1 và F2. Đấy là những cái thông tin mà Việt Nam vừa rồi cũng đã phổ biến khá nhiều. Và xét nghiệm hàng loạt cũng tốt, nhưng nó phụ thuộc vào nguồn lực của mỗi quốc gia. Tiến sĩ Trần Đắc Phu, quan chức y tế cấp cao tư vấn cho chính quyền về cách phòng chống dịch, được Financial Times dẫn lời, nói như sau. Điều quan trọng là anh cần biết số người có thể đã tiếp xúc với nguồn lây nhiễm hoặc trở về từ các khu vực có dịch. Sau đó chỉ xét nghiệm trên những người này thôi. Ông cho biết như vậy. Thì vừa qua các bạn cũng đã thấy chứng kiến khi người Việt Nam bay từ nước ngoài hoặc từ những người nước ngoài về trong Việt Nam thì cũng thường gặp bị cách ly ngay đối với những người mà từ những cái vùng nguy hiểm. Và ngoài truy tìm những ai đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh, các bệnh biện pháp của chính quyền còn gồm cả cách ly bắt buộc và động viên các sinh viên, y khoa, bác sĩ và y tá về hưu để tham gia cùng chống dịch. Thì như vậy khi mà thiếu người quá thì cần sử dụng cả những người như này, hoặc là chưa đào tạo xong, hoặc là người đã về hưu rồi nhưng người ta vẫn phải quay lại làm. Và đây là hình ảnh cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín khiến dư luận dấy lên nhiều câu hỏi về việc ăn nhậu của 9 quan chức ngành giáo dục giữa cách ly toàn xã hội và gợi lên vụ thứ trưởng Lê Hải An.
thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đưa ra thì những cái cán bộ này vẫn tiếp tục nhậu nhẹt, không coi ông Nguyễn Xuân Phúc nói là sao cả, ra gì cả. Và Việt Nam là một xã hội huy động. Ông Ca Thầy, giáo sư đại học ở New South Wales ở Úc đã nói với tờ Financial Times như vậy. Và ông nói thêm như sau: đó là quốc gia độc đảng, có lực lượng công an, quân đội và đảng viên lớn, và đó là chính phủ tập quyền đi từ trên xuống dưới, vốn giỏi ứng phó với các thảm họa thiên nhiên, tức là họ sẵn sàng có những cái ứng phó nhanh. Và chúng tôi phải huy động toàn xã hội làm hết khả năng của mình để cùng nhau chống dịch, và điều quan trọng là sớm phát hiện ra các ca bệnh và cách ly họ. Ông Phu dẫn lời nói như vậy. Và cũng theo tờ báo này thì cũng giống như những nước Đông Nam Á khác, với lượng xét nghiệm hạn chế, số ca nhiễm thực sự ở Việt Nam có lẽ cao hơn nhiều so với công bố. Và nếu như Việt Nam mà tuyên bố chỉ có hơn 200 người thôi thì có lẽ con số thực phải nhân gấp 10 lần là ít, là ít. Và tất nhiên là điều đó thì chúng ta chưa thể kiểm chứng được khi mà không có những cái báo chí tự do, không có những tổ chức độc lập họ tìm hiểu. Nhưng phản ứng của Việt Nam vẫn rất ấn tượng. Họ đã từng dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 và đóng cửa trường học của hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 2. Và Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới là sau Trung Quốc là phong tỏa một khu dân cư rộng lớn với hơn 10.000 dân ở tỉnh Vĩnh Phúc trong vòng 21 ngày sau khi ca nhiễm được truy ra là bắt nguồn từ các lao động trở về từ Vũ Hán. Và số ca nhiễm cúm Vũ Hán được xác nhận ở Việt Nam lúc đó chỉ có khoảng 10 ca. Tờ báo này đã viết như vậy. Thì đây là rõ ràng cái thái độ rất là quyết liệt của Việt Nam để ngăn chặn dịch bệnh, không để bùng phát thêm ra. Và ông Kinh Đâu Park, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội, đã khen ngợi Việt Nam chủ động và nhất quán xuyên suốt trong cái phản ứng của mình. Đấy, đây là thông báo của bên Tổ chức Y tế Thế giới, cũng là một cái lời động viên cho phía Việt Nam. Tuy nhiên, thành công của Việt Nam trong chế ngự dịch cúm Vũ Hán phụ thuộc vào một phần vào việc huy động đội ngũ y tế và quân sự giám sát, xâm nhập vào mạng lưới người báo tin rất rộng khắp. Thì đây là các biện pháp mà các nước Mỹ hoặc châu Âu khó lòng tán thành, cũng như theo tờ báo Financial Times phân tích như vậy. Bởi vì ở những nước dân chủ và tự do châu Âu thì anh không thể dòm ngó hàng xóm, hoặc anh không thể báo cái việc của ông hàng xóm cho cái người khác được. Thì đấy là cái vi phạm nhân quyền, vi phạm cái tự do của họ, thì phạm tội, phạm luật. Và đây là hình ảnh một cô gái đang bị cách ly ở Quảng Bình nhờ Facebook Võ Hồng Ly đăng tin như sau: đừng ai liên lạc với cô qua Facebook vì điện thoại mới mua đã bị công an Quảng Bình tịch thu. Và Facebook thì hiện nay đang bị kiểm soát mất rồi. Thì đây là một cái thông tin rất rõ ràng về việc là can thiệp vào cái đời tư của người ta, đấy, của công an Việt Nam can thiệp. Mạng lưới người báo tin ở trên khắp nước đã giúp theo dõi chặt chẽ những người nhiễm bệnh. Hàng xóm sẽ biết nếu trong xóm có người từ nước ngoài về. Ông Trương Hữu Khánh, trưởng khoa bệnh viện truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy. Thì họ cũng luôn lắng nghe hàng xóm với nhau. Thì đây là cái điều mà đặc biệt ở Việt Nam như vậy. Và theo quan sát của tờ báo này thì những nỗ lực chống dịch của chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của người dân, cổ vũ đội ngũ y tế và bác sĩ đã về vai trò thông điệp truyền thông được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó, tức là không cử động gì cả, cứ ở chỗ nào ở chỗ đó để tránh cái việc mà lây nhiễm tiếp theo. Cái tờ báo Financial Times cũng cho rằng là cách tiếp cận của Việt Nam phần nào quá nặng tay với những ai chia sẻ tin thất thiệt về dịch bệnh sẽ bị mời ra công an, và khoảng 800 người đã bị phạt vì cái vấn đề này. Tức là khi đưa tin trên Facebook trang cá nhân, nhưng mà Việt Nam thì cũng lập tức là phạt cái điều đó. Và tờ Dhaka Tribu của Bangladesh cũng khen ngợi cách chống dịch của Việt Nam là mô hình đất nước họ học hỏi với biện pháp cách ly, giám sát người dân chặt chẽ và sự huy động quân đội, công an tham gia chống dịch. Đây là một cái tờ báo, một cái nơi mà cũng khá lạc hậu, cũng khen ngợi Việt Nam như vậy. Và Việt Nam dùng giọng điệu như chiến tranh để chống dịch. Tờ báo này lưu ý và nhắc lại việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng kêu gọi như sau: mỗi doanh nghiệp, mỗi công dân và mỗi khu dân cư phải là pháo đài chống dịch. Hoặc là lời kêu gọi này đã chạm vào tinh thần của nhiều người dân Việt Nam vốn tự hào về khả năng đoàn kết trong khủng hoảng và tinh thần chịu đựng gian khổ. Tờ báo Dhaka đã viết như vậy về cái nhận định của họ đối với việc chống dịch tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và trong thời kỳ đang hội nhập toàn cầu như hiện nay thì Việt Nam cũng như các nước khác phải chịu sự tác động to lớn từ các tai họa toàn cầu bất ngờ ập đến. Và điều cần thiết và quan trọng trong lúc này là nhà cầm quyền Việt Nam cần phải rút ra được bài học. Nếu để phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc như hiện nay là một cái nơi mà rất là nhiều tiềm ẩn nhiều cái đột biến như bệnh dịch, như chiến tranh, thì có thể gần đây các bạn cũng đã thấy việc Trung Quốc lao thẳng vào tàu, đâm chìm tàu Việt Nam luôn, tàu cá Việt Nam luôn.
tức là họ rất bất ngờ. Thì khi có biến, các phản ứng xấu sẽ phản ứng theo dây chuyền, tràn rất nhanh từ Bắc Kinh về Hà Nội, đem theo hậu quả tai hại cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Tức là khi Trung Quốc họ không ưng nữa, thì họ có thể chặn biên giới lại, họ không cho anh bán hàng sang Trung Quốc nữa. Thế là nông dân Việt Nam phải đổ hàng đi và rất thiệt hại. Và tất nhiên để thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức này, thì Việt Nam cần một bộ máy thực tài để phục vụ đất nước. Và muốn thế thì nhà cầm quyền tại Hà Nội cần phải mở rộng dân chủ hóa và cho bầu cử tự do để chọn ra những người có trình độ để phục vụ Tổ quốc tốt hơn nữa. Vì những cái cán bộ hiện nay tại Việt Nam đã quá già và họ sử dụng những cái kiến thức quá cũ, và đặc biệt là cái thể chế theo chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam nó đã quá lạc hậu và đau khổ, gây ra quá đau khổ cho người dân khắp nơi trên thế giới, mà chỉ còn một số nước nhỏ còn sử dụng cái này như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào và một số cái nước nhỏ khác. Còn đa số thì bây giờ họ cũng đã vứt cái thứ chủ nghĩa cộng sản này vào giọt rác từ lâu rồi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6, mùng 10 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Và từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.